Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 26 tháng 7 năm 2022. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có về những rất là nhiều những dòng hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì chưa bao gồm có phí vận chuyển ạ. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và với cái cước phí rất là ưu ái như vậy thì khi cô chú anh chị đặt lan bên em khoảng tầm 10 kg chỉ rơi khoảng tầm 70-80.000 ạ. Và 5-6 cân cũng chỉ rơi khoảng tầm 45 cho đến 50.000 thôi. Nên là cô chú anh chị hết sức là yên tâm khi mà cô chú anh chị đặt lan bên cơ sở lan rừng em nhé. Hôm nay thì bên em về rất là nhiều những cái dòng hàng lan thuần, những cái cây lan rừng hàng kg, những cây giống rất là tuyệt vời để cô tiểu chú anh chị thoải mái lựa chọn cho mình những cây lan ưng ý và đẹp nhất cho bộ sưu tập những cây lan của sân vườn nhà mình ạ. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là cái lô kiều vuông cánh trắng. Cái dòng này cô chú anh chị có thể kích hoa để nó nở đúng vào thời điểm Tết nhé. Dòng kiều vuông cánh trắng em bán 250.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,3 kg bởi vì cái dòng kiều vuông cánh trắng này thì 1 kg được khá là nhiều cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo trinh bạch ạ. Hoàng thảo trinh bạch thì hiện tại là nó vừa qua mùa hoa xong nên là cũng cái thời điểm đẹp. Lác đác còn lại vài bông hoa thôi cô chú anh chị này. Nên là cũng là thời điểm rất là đẹp để cô chú anh chị có thể ghép trồng những cây trinh bạch nhé. Với cái hoa cánh trắng nuột nà không tì vết và cái họng điểm một xíu xíu hồng thôi, nó là trinh bạch gần như là nhất điểm hoàng, nhưng mà nhất điểm hoàng cái họng sẽ màu sắc cái chấm hồng ấy, nó sẽ đỏ hơn, còn trinh bạch gì thì chấm hồng đỏ nó sẽ bé hơn. Đó, trinh bạch em bán là 120.000 cho 1 kg nhé. Và tiếp sang bên này đây sẽ là dòng dáng hương tam bảo sắc. Em nghĩ đây chính là một cái dòng lan rất là quốc dân và cái mùi hương thì cực kỳ là quyến rũ luôn, vô cùng là rẻ. Bản thân em thì rất là mê cái mùi hương của tam bảo sắc này. Em nghĩ chắc chắn là cô chú anh chị đã từng được thưởng thức cái mùi hương của tam bảo sắc, chắc chắn là cũng sẽ đều có cái cảm nhận rất là thích, rất là mê cái mùi hương của tam bảo sắc này giống em nghĩ là như vậy. Cái mùi hương của tam bảo sắc rất là thơm cô chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị nhìn cho em cái lô hàng cực kỳ là tươi và đẹp như thế này, cũng là đang mùa ghép tốt cô chú anh chị này. Em bán là 160.000 cho 1 kg nhé. Và dáng hương đuôi chồn ạ, một cái dòng lan mà hoa cực kỳ là bền, rất là sai bông. Dòng dáng hương đuôi chồn thì đây là một trong những dòng lan đẹp của dòng dáng hương rồi ạ. Em bán đuôi chồn 180.000 cho 1 kg. Sang bên này đây sẽ là dáng hương bạch nhạn, hàng tươi roi rói, cây vừa tầm cực kỳ là xinh luôn cô chú anh chị nhé. Hàng chọn lựa rất là đẹp luôn ạ. Em bán là 160.000 cho 1 kg. Cho ai yêu mến cái màu hoa trắng hương thơm rất là ngọt ngào của nó ạ. 160.000 cho 1 kg, em sẽ bán từ 0,3 kg nhé. Và sang bên này đây sẽ là dòng dáng hương đuôi sóc ạ. Những cây đuôi sóc hàng lá xếp cực kỳ là xinh. Đuôi sóc với giá là 120.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,3 kg ạ. Em sẽ bán từ 0,3 kg luôn cô chú anh chị nhé. Với 0,3 thì chỉ hơn 30.000 thôi. Cô chú anh chị có thể có giò lan đuôi sóc rất là đẹp rồi. Sang bên này đây sẽ là dòng hỏa hoàng cam ạ. Hỏa hoàng cam thì em đây, cây hỏa hoàng cam cực kỳ là đẹp luôn. Mặc dù thì cây này nó khá là khó giữ bởi vì cái lá nó rất là cứng ấy cô chú anh chị. Sắc hoa cam lửa rất là đẹp và cây khá là lớn này cô chú anh chị này. Hỏa hoàng cam em xin phép bán với giá là 300.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,2 kg cô chú anh chị nhé. 0,2 cô chú anh chị có thể ghép một trụ hoặc là một giò rất là to và rất là đẹp rồi. Và bên này sẽ là dòng hoàng phi hạc cô chú anh chị này. Cái hàng lan về hôm nay rất là đẹp, một cái lô hàng đã cắt tỉa và rất là đẹp luôn. Hoàng phi hạc với bông hoa cực kỳ là sắc nét luôn nhé chú anh chị nhé. Đây ạ. Hoàng phi hạc em xin phép được bán với giá chỉ có 130.000 cho 1 kg. Cái dòng lan chịu nắng rất là tốt và hoa cực kỳ là bền, rất là dễ thuần dễ chăm. Có thể họng đen, có thể là họng vàng nhé. Cánh có thể vàng đậm hoặc vàng nhạt mà hoa thì rất là sắc nét, cực kỳ là bền hoa luôn ạ.
Sang bên này đây sẽ là dáng hương quế tím này cô chú anh chị này. Ở bên ngoài thì cái sắc quế tím phải nói là cực kỳ là rất là tuyệt vời luôn ạ, với sắc hoa cánh tím hồng rất là đậm, hoa như tam bảo sắc nhưng cánh hoa rất là đậm mà mùi hương của nó cũng gần như vậy cô chú anh chị ạ, nhưng nó sẽ đậm mùi hơn, đậm đà mùi hương hơn ạ. Nó thơm đậm hơn cô chú anh chị nhá. Đây này. Hàng thì cây vừa vừa tầm rất là xinh luôn, cũng đã chọn lựa cắt tỉa rất là đẹp rồi. Em bán quế tím với giá là 150.000 cho 1 kg, em sẽ bán từ 0,3 kg. Một cái lô kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng, cái lô này đủ cô chú anh chị làm một cái giò đẹp luôn. Đó, và hai cái rễ kiều tím này em bán với giá chỉ có 120. Cái hai cái rễ này cô chú anh chị về ghép lên chắc chắn cái trị giá của nó cũng phải rơi tầm ít nhất là 200 ạ. Đó, 120.000 cho hai rễ kiều tím này cô chú anh chị nhá, được một chậu đẹp luôn ạ. Và bên này thì em còn có hai cái lô hoàng lạp cuối cùng này. Hai lô hoàng thảo hoàng lạp cuối cùng. Mỗi một lô như vậy đủ cô chú anh chị là một giò to ủnh luôn, một cái cây lan mà phải nói chịu nắng gần như là 100% luôn ạ. Đây, cây đang hiện tại đang lên mầm cực kỳ là đẹp nhá. Đây này, cô chú anh chị này. Đó, hai lô ạ. Mỗi một lô như thế này em chỉ bán có 50.000 thôi, còn hai lô cuối cùng em bán giảm giá nốt nhá. Sau bên này đây sẽ là những cây hồ điệp. Trước mặt cô chú anh chị đây chính là cây hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài ạ. Cây nó sẽ rơi vào khoảng tầm hai cái cần nụ nhá, cô chú anh chị nhá. Và độ bền của hồ điệp thì cô chú anh chị biết rồi. Độ bền nó sẽ phải tầm trên 2 tháng hoặc là 3 tháng ạ. Đây chính là một cái sự kết hợp cái hồ điệp lá biên này hay là hồ điệp lá phát tài này, người ta nói là nó tượng trưng cho cái sự tài lộc và may mắn ạ, với sự kết hợp tuyệt vời nhất giữa cái sắc đẹp của bông hoa và tán lá. Được. Mặt bông của nó này cô chú anh chị này, mặt bông của hồ điệp lá biên này, lá phát tài này nhá. Đây ạ, mùi sắc hoa đỏ rất là tuyệt vời, kết hợp với thân lá thì tạo ra một cái chậu lan rất là đẹp. Cô chú anh chị có thể lấy một chậu thôi, cho vào một cái cốc nhỏ xinh trưng trong phòng khách hay phòng làm việc thì đều rất là đẹp luôn nhé. Đó. Và một cái chậu như thế này em chỉ bán có 60.000 thôi ạ. 60.000 thôi, cây sẽ có ít nhất là hai cần hoa cô chú anh chị nhé. Sẽ có hai nụ hoa. Đó. Và bên này đây sẽ là cái dòng lan hồ điệp vàng công chúa, cây cũng rất là khỏe cô chú anh chị ạ. Cây rất là khỏe. Mỗi một cây như thế này cũng sẽ có ít nhất là hai nụ cô chú anh chị này. Hai nụ rất là khỏe và đẹp luôn. Màu của hồ điệp vàng công chúa này thì nó là một trong những cái màu sắc mà rất là sáng, rất là đẹp. Là một trong những mặt bông, nếu mà ngày Tết ấy, là một trong những mặt bông gọi là rất là hot này, màu vàng. Cây cũng sẽ có ít nhất là hai cái cần hoa, sẽ có hai cần hoa như thế này. Đấy, rất là khỏe và rất là đẹp luôn ạ. Và dòng hồ điệp này em xin phép được bán một cái chậu như thế này cũng với giá chỉ có 60.000 nhá cô chú anh chị nhá. 60.000 cho một chậu hồ điệp vàng công chúa và 60.000 cho một chậu hồ điệp lá biên lá phát tài ạ. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu trầm rồng đỏ, phải nói là siêu đẹp và siêu rẻ luôn nhá. Em nói là đây cô chú anh chị nhìn cho em ạ, phải những cây trầm rồng đỏ cực kỳ là khỏe cây và đẹp ạ. Hàng gần như là 100%, gần như là hàng này đó là hàng hoa chơi Tết mà cô chú anh chị. Mỗi một chậu như thế này thì sẽ rơi vào khoảng tầm 3 cho đến 4 thân ạ, tùy cái độ ngắn dài. Đó, 3 cho đến 4 thân. Thì em bán một cái chậu trầm rồng đỏ như vậy chỉ có 140.000 thôi cô chú anh chị nhá. 140.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị đấy ạ, nó cực kỳ là tuyệt vời, rất là đẹp luôn như thế này đấy ạ. Sang bên này đây sẽ là dòng đen đô xuân. Dòng đen đô xuân thì nó có thể nở 2, 3 cái màu, rất là nhiều những màu sắc khác nhau. Cái dòng đen đô xuân này hoa có thể là cánh hoa tím hồng, có thể là cánh hoa có thể màu trắng, cánh hoa có thể màu vàng. Có thể là vàng trắng họng đen hoặc là vàng họng đen, nói chung là nó nhiều màu sắc. Nhưng mà riêng cái dòng này ấy thì cô chú anh chị không phải lăn tăn về cái màu sắc của nó đâu ạ. Cái màu sắc nào, khi cô chú anh chị lấy được cái màu sắc nào, em nghĩ rằng cô chú anh chị cũng sẽ đều rất là... cũng sẽ hài lòng với cái màu sắc mà cô chú anh chị nhận được thôi ạ. Cây rơi vào khoảng tầm 3-4 thế, 4-5 cái thân hoa, 4-5, 6-7 cái thân hoa trở lên như thế này. Giá chỉ có 140 thôi cô chú anh chị nhé, 140 thôi ạ. Đó. Và bên này thì em còn có hai cái chậu trầm cổ hay còn gọi là trầm thanh củi này. Hai chậu này thì hiện tại là cũng còn khoảng tầm 5-6 thân tốt. Còn nó có một hai cái thân nó bị lỗi ngọn như thế này này, cô chú anh chị này. Đây, vẫn còn có 4-5 cái thân tốt cô chú anh chị ạ. Có vài cái thân nó bị lỗi nhá cô chú anh chị nhá. Nên là những cái chậu như vậy thì bình thường em bán là 180, thì hôm nay em sẽ để với giá chỉ có 140 cho cô chú anh chị sưu tầm nhá. 140 cho một cái chậu trầm cổ hay là trầm thanh củi. Dòng lan hoa siêu thơm và cực kỳ là tuyệt vời, nở hoa đúng vào thời điểm Tết. Một thân của hàng hoa Tết là hơn 100.000 ạ.
Và bên này thì em còn có hai chậu đen đỗ mắt đen. Đây này, ở chậu số 1 này cô chú anh chị này. Rất là nhiều thân ạ. Hoa của nó giống với cả đùi gà nhá, nhưng mà cái có hương thơm, độ bền trên 2 tháng ạ. Độ bền trên 2 tháng có hương thơm. Và cánh hoa tím đậm hơn. Đây em gọi là cái chậu số 1 này. Chậu số 1 này em bán với giá là 160 nghìn ạ. Với chậu này số 2 này. Chậu số 2 em bán 150 nghìn nhá. Bình thường em bán là 170, còn hai chậu này em sẽ bán giảm giá cho cô chú anh chị này. Và bên này đây sẽ là cái lô đai châu hàng chơi hoa Tết cực kỳ là đẹp luôn đấy ạ. Trước mặt cô chú anh chị đó chính là cái cây đai châu màu đỏ sắc pháo nhá. Dòng châu lá mít, bản lá to bự và dòng xếp rụt rất là đẹp luôn. Cây thì rơi vào ít nhất là 4 cặp lá của chú anh chị này. Rơi vào là ít nhất là 4 cặp lá của chú anh chị nhá. Đây ạ. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em, nó sẽ rơi 4 cặp lá. Hàng này đều là những cây năm trước đã có hoa. Đảm bảo cô chú anh chị một điều rằng khi cô chú anh chị nhận được những cây lan này sẽ cảm thấy cực kỳ là hài lòng về cái độ đẹp của những cái cây đai châu này, em khẳng định luôn như vậy. 100% cô chú anh chị nhận hàng thì sẽ cảm thấy rất là hài lòng. Ngoài chậu châu hồng cánh sen này cô chú anh chị chơi hoa Tết như vậy em bán 220.000 cho một chậu nhé. À đây là đỏ sắc pháo ạ. Và bên này sẽ là đỏ cánh sen này cô chú anh chị này. À, màu hồng cánh sen ạ, là một trong những cái mặt bông mà gọi là giá đắt đỏ nhất trong tất cả những cái mặt bông của dòng châu Thái ạ. Và cũng là một trong những mặt bông mà được đánh giá là một trong những mặt bông đẹp nhất nhá chú anh chị nhá. Tuy nhiên thì với cảm nhận của em thì đỏ sắc pháo hay hồng cánh sen đều là hai cái mặt bông rất là đáng chơi, đáng thưởng thức trong những ngày Tết ạ. Và màu hồng cánh sen thì em cũng bán với giá chỉ có 220. Đấy, 220 cho một chậu hình của hồng cánh sen như vậy. Đỏ sắc pháo cũng vậy, cô chú anh chị thấy là cây nào cũng như cây nào, hàng không lỗi lá, bản lá mít, cực kỳ là đẹp nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Đây, cô chú anh chị nhìn kỹ cho em này. Và bên này thì em vẫn có những cây đen đô nắng, dòng cho hoa quanh năm à. Cho hoa quanh năm với bông hoa rất là to luôn như thế này cô chú anh chị này. Em bán có 60.000 cho một chậu thôi. Cô chú anh chị nào mà lấy từ hai chậu em để giá 110. Mỗi cặp đôi hai cây như vậy cô chú anh chị kết hợp lại, khi mà nở bông có một chậu lan rất là rực rỡ rồi. Cô chú anh chị mình được thưởng thức hoa quanh năm. Và đây là hàng hoàn toàn của Việt Nam mình cô chú anh chị nhé. Và bên này sẽ là những cây lan hài. Cho cô chú anh chị nào đam mê với cái dòng lan hài đấy ạ. Đây là dòng lan hài mau rie xanh. Một cây đang chuẩn bị bung lụa cô chú anh chị này. Cái cần hoa của nó rất là cao. Đấy, cần hoa của nó hiện tại nó vươn cao trên 20 cm cô chú anh chị nhé. Nhìn rất là xinh. Đó, một cái chậu châu như à, một cái cây hài như vậy có thể có đang có nụ này. Đấy, đang có nụ, có sợ cây có thể có hai cây hoặc là ba cây ấy, cô chú anh chị trong một chậu ấy ạ. Có hai cây, ít nhất là hai cây cô chú anh chị ạ. Đấy, và thuần rất là ổn định trong chậu rồi ạ. Em bán một cái chậu mauzie xanh như vậy với giá là 250 cho một chậu nhá cô chú anh chị nhá. Đang nụ hoặc là đang mèo nụ đấy cô chú anh chị, như cây này là đang mèo ở bên trong này này. Đó, có những cây thì nhú nụ hẳn lên như vậy. 250 cho một chậu. Còn bên này sẽ là những cây chậu hài trần liên, một cái chậu khá là nhiều cây này, em bán 100.000 thôi. Và bên này sẽ là vân nam, một cái mặt bông cũng rất là đẹp, độ bền của hài thì gần như là trên 2 tháng. Mà khi mà cô chú anh chị ngắm những cây lan hài chỉ có cái cần nụ như thế này không đã thấy rất là thích rồi. Vân nam em bán là 120 cho một chậu ạ. Và bên này sẽ là lecochilium, một cái dòng hài hoa cực kỳ là thơm nhá. Em bán là 150.000 cho một chậu lecochilium. Còn sang bên này sẽ là dòng hài cây lan hài gì nhỉ? Dòng hài Henry ạ. Một cái chậu hài Henry này rất là nhiều cây đã trồng thuần ổn định trong chậu, với giá em bán 100.000 cho một chậu. Sang bên này đây sẽ là những cái cây tổ quạ này. Giá hôm nay rất là yêu thương luôn cô chú anh chị nhé. Và nhiều những cái dòng hàng lan đẹp em đã chia ra theo từng hình, và đặc biệt là cái lô hoàng nhạn rừng cây lớn. Và cái giá thì rất là yêu thương để cô chú anh chị mình có thể sưu tập ạ. Em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị nhé. Trước tiên sẽ là dòng cái hoàng nhạn rừng này cô chú anh chị này. Lô này thì về cây khá là lớn, nhưng mà nói chung là hàng rừng ấy thì không, cây càng lớn thì càng khó tránh những cái sự gọi là dập lá chẳng hạn như vậy, khó tránh cô chú anh chị ạ. Hình này hình số 1 ạ, có ba cây nhạn này rất là to luôn cô chú anh chị nhá. Đó, ba cây nhạn rất là to, còn nếu như là nhạn 4N thì cái giá khá là cao, còn nhạn rừng thì hoa nó cũng rất là đẹp. Đấy, không kém gì hàng 4N nhưng mà thường là cây nó khá là nhỏ ấy ạ. Ba cây nhạn 4N này cô chú anh chị nhìn cho em, nó cũng bị có cây thì vẫn đẹp, có cây thì nó có bị dập lá xíu. Đấy, ba cây như vậy. Em bán ba cây này với giá là 100.000 nhá. Là một chậu đẹp luôn ạ. Hình tiếp theo là hình số 2 ạ. Số 2 4 cây này. 4 cây nhạn, cây này đang trổ rễ này cô chú anh chị này. Đang đâm rễ rất là khỏe luôn này.
Đó. 3 cây nhạn số 2, 4 cây nhạn số 2, 110.000. Nói chung là lá nó có hơi dập một chút, về cô chú anh chị cố gắng chăm chút nó nhé. Tiếp theo sẽ là hình số 3. Hình số 3 này có 3 cây này cô chú anh chị này. Đó. Hình số 3 này không phải 3 cây mà là nó có 4 cây như vậy đấy ạ. 4 cây cũng khá là lớn. Cây xếp ngụt đẹp luôn ạ. Và hình này em cũng bán với giá là 120.000 cho hình số 3. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 4. Hình số 4 này có tất cả là 4 à có tất cả là 5 cây cô chú anh chị ạ. 5 cây nhạn nhá. Đây này. Em sẽ giải ra như vậy để cô chú anh chị có thể nhìn thấy hết này. 5 cây nhạn này em bán với giá là 120.000 này. Và tiếp theo sẽ là hình số 5. Hình này cũng là 5 cây nhạn nhá. Đây ạ. 5 cây nhạn cũng hình khá là lớn. 5 cây nhạn này em cũng bán với giá là 120.000. Và tiếp theo sẽ là hình số 6. Lô số 6 này có tất cả là bao nhiêu cây đấy ạ? 6 cây ạ. 6 cây nhạn ở lô số 6 này em xin phép được bán với giá là 100. Đây, 6 cây nhá. 2, 4, 6. Đấy, 6 cây như vậy đã. Em xin phép bán 100.000 ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 7. Một cái lô này có tất cả là 9 cây nhạn luôn ạ. 9 cây nhạn này cô chú anh chị này. Đó. Một lô này có tất cả là 9 cây nhạn. Em xin phép bán với giá là 110.000 cho 9 cây nhạn này. Và một cái hình dáng hương đuôi cáo duy nhất có 8 cây cô chú anh chị này. 8 cây cáo này về cô chú anh chị làm một chậu đẹp rất là đẹp rồi. 140.000 cho hình cáo 10 hình số 8. Hình số 8 nhá, có 8 hình số 8 có 8 cây cô chú anh chị nhá. Bên này sẽ là những cái chậu thiên cung lữ bố ạ, hạc vĩ thiên cung lữ bố. Cái hạt dòng hạc vĩ thiên cung lữ bố này chỉ có hàng ươm ki thôi cô chú anh chị nhá. Em thấy là khi mà người ta lấy nhiều nhiều khi ạ, người ta lấy hàng Trung Quốc sang mà người ta cứ báo là thiên cung nhưng mà nó không phải đâu cô chú anh chị nhá. Thiên cung lữ thiên cung kia nó là cái hàng gọi là cái hạc vĩ bình thường thôi, hàng rừng thôi, còn đây là thiên cung lữ bố thì hoa của nó sẽ đậm đà như thế này này cô chú anh chị này. Hoa của nó sẽ lưỡi của nó sẽ khác hẳn với cả lưỡi của cây cây hàng rừng ạ. Lưỡi của nó sẽ tròn rất là đẹp. Đây là một cái chậu thanh lý của hàng thiên cung lữ bố của nhà em này cô chú anh chị này. Nghĩa là đây là một cái chậu mà trước đây em cũng lấy những cái chậu như thế này về bán và nó ít thân quá, lèo tèo quá nên em cho vào trong vườn này, không cần kích gì cả, cây vẫn nở hoa rất là tự nhiên và cực kỳ là sai bông như thế này nhá. Hoa rất là đậm như vậy ạ. Đó, hàng rừng không bao giờ được đậm như thế này nhá, là dòng thiên cung lữ bố ạ. Đấy, khi mà đủ nắng chụp ngoài ánh nắng này, cây này thì nó không phải là thân dài quá nhưng hoa rất là sai bông ạ. Cái chậu thiên cung lữ bố đấy cô chú anh chị này, chậu này em gọi là chậu số 9. Chậu số 9 thiên cung lữ bố phải trên 10 mấy thân ạ. À? Em bán là 150.000 nhá. Và tiếp theo sẽ là chậu số 10. Giá là 120.000 cho chậu số 10 ạ. À? Chậu số 11 sẽ là 140.000 này. Đó, rất là sum suê tầm trên 10 thân nhá. Và tiếp theo sẽ là chậu số 12. Cái chậu này em xin phép được bán với giá 150.000 ạ. À? Và chậu số 13 140.000 cô chú anh chị này. Và bên này sẽ là một số những cái mặt bông điệp của vùng Cao Bằng cho cô chú anh chị nào sưu tầm. Cái chậu này thì cực kỳ là nhiều ki này cô chú anh chị này. Về cô chú anh chị cắt ki ra thì được rất là nhiều chậu luôn ạ. Cái chậu này thì em xin phép được bán nó với giá là 150.000 cho chậu này. Đấy, về cô chú anh chị nhân giống này phải trên mười mấy 20 ki cô chú anh chị ạ. 150.000 mặt bông điệp của vùng Cao Bằng. Và ở đây thì có thân tím, thân xanh, nói chung là nhiều, em nghĩ là nó sẽ có rất là nhiều màu sắc cô chú anh chị ạ. Đó, 150.000 thoải mái cô chú anh chị, được nhiều ki để nhân giống nhá. Sang bên này sẽ là chậu số 15. Chậu số 15 này thì đây, hoa khá là đậm cho cô chú anh chị nào mà thích này. Cái chậu số 15 này em bán với giá chỉ có 100.000 nhá. Và chậu số 16 là một cái chậu ám mắt châu lưng xanh, cô chú anh chị nào thích. Đấy, khuôn bông quá là đẹp luôn như thế này. Có thể sưu tầm. Dòng ám mắt châu lưng xanh. Và chậu này thì em xin phép được bán nó với giá là 150.000, hàng trên hoa trên thân luôn, không cần phải bảo hành cô chú anh chị nhé. Em quay như thế này cô chú anh chị thấy là nó gần như là trắng luôn. Đó, dòng ám mắt châu lưng xanh ạ. 150.000. Sang hình tiếp theo sẽ là hình 17. 17, 10 cây ám của vùng Cao Bằng. Chậu này em bán với giá là 120.000 ạ. Và chậu số 18, cái chậu này, chậu này em bán với giá 60.000 cô chú anh chị nhé. 60.000 ạ. Cho cô chú anh chị sưu tầm cái cây điệp của vùng Cao Bằng. Với bản thân em thì mặc dù là điệp nó không còn giá bao nhiêu nhưng mà cái vẻ đẹp của cái dòng cây điệp thì em thấy là cái vẻ đẹp của nó chưa bao giờ hết,
chưa bao giờ hết giá trị về cái vẻ đẹp của nó ạ. Cái chậu này thì em bán là 50.000 ạ. Chậu này thì có 3 kg cô chú anh chị nhá. À, sang bên này đây sẽ là hình số 20. Hình số 20 là một chậu phi điệp 5 cánh trắng họng hồng. Chậu này có 2 thân. À, tuy nhiên thì nó bị lỗi ngọn nên là mặc dù nó rất là dài mập nhưng mà nó lỗi ngọn nên em sẽ bán có 80.000 thôi. Chậu tiếp theo sẽ là chậu số 21. Chậu này cũng có 2 thân ạ, một thân đang đi ngọn rất là dài và đẹp khỏe luôn. À, còn một thân này bị gập nên em sẽ bán 80.000 thôi. Tiếp theo, hình số 22, cái chậu giả hạc pháp ạ. Để cô chú anh chị làm giống nhá. Chậu này em bán với giá là 100.000 cho bảng giả hạc pháp này. Bảng giả hạc pháp, giả hạc pháp thì gần như là hoa của nó nở đúng cái thời điểm Tết hết ạ. Mặt bông của giả hạc pháp này cô chú anh chị này, nở rất là tự nhiên mà cánh hoa tím hồng rất là đậm như vậy. Trước đây mỗi một thân giả hạc pháp trên 100.000 luôn ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là những cây tổ quạ này cô chú anh chị này. Cây tổ quạ thì cô chú anh chị có thể trồng trong vườn ấy, làm tiểu cảnh nhá. Có thể là một cái giá thể trồng lan rất là tuyệt vời. Bởi vì cái phần gốc này này chứa rất là nhiều cái dinh dưỡng nên là cô chú anh chị trồng lan nó giữ ẩm rất là tốt nữa. Là cây lan sẽ phát triển rất là tốt ở trên những cái giá thể cây tổ quạ như vậy. Đấy, tuy nhiên thì ngoài cái làm giá thể trồng lan hay là cái làm tiểu cảnh thì cái tác dụng em nghĩ là rất là tuyệt vời. Đó là cái phần gốc của nó có thể giữ nước rất là tốt cô chú anh chị nhé. Hiện tại thì cây đang rất là khô bởi vì ở chuyện trên là em cực kỳ là nắng trong mấy ngày hôm nay ạ. Nên là cái phần gốc này nó rất là khô nên là khi mà quá trình vận chuyển ý, nó sẽ rất là nhẹ nhàng cô chú anh chị nhé. Rất là nhẹ, không có lo bị nặng cước này. Đấy, và cái tác dụng tuyệt vời nữa mà em thấy là cái cây tổ quạ này đem lại cho cô chú anh chị, cho vườn lan của cô chú anh chị, đó là cái phần gốc này nó giữ nước rất là tốt nhá. Và cái tán lá khi mà cô chú anh chị trồng ạ, nó sẽ xòe rất là rộng nên là sẽ tạo ra cái độ dâm mát cho cái khu vườn, cũng như là tạo độ ẩm, độ dâm mát cho khu vườn rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị ạ. Đặc biệt là cô chú anh chị ví dụ như là những nơi nắng nóng ấy ạ, thì em nghĩ là có vài cái cây tổ quạ thì nó sẽ có tác dụng cực kỳ là tuyệt vời luôn ạ. Hình này em gọi là hình 23 nhá. Hình 23 có hai cây tổ quạ này. Đó, hai cây tổ quạ rất là đẹp luôn. Hình này em bán với giá là 55.000 ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình số 24, một cái cây tổ quạ tròn vo cực kỳ là xinh như vậy. Đó, cây tổ quạ này em xin phép bán với giá là 45.000 ạ. Tiếp theo sẽ là hình số 25, cũng là hai cây tổ quạ. Đấy, đẹp khỏe. Hai cây tổ quạ này em bán với giá là 50.000 nhá. Và tiếp theo sang bên này sẽ là hình số 26. Hình số 26 này cũng là hai cây tổ quạ này. Đó, và hai cây tổ quạ rất là to này, em bán 55.000 thôi ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình 27. Cũng là hai một cặp đôi hai cây tổ quạ. Nhẹ tênh luôn cái thời điểm bây giờ này. Cô chú anh chị thấy này. Có những cái lá mới này, bắt đầu em cắt những cái lá cũ này đi. Rồi là sau về cô chú anh chị trồng nó sẽ ra những cái tán lá non mới xòe tròn ra nhé. Hay cây tổ quạ này em bán với giá là 55.000 cho hình 27 ạ. Hình 28 cũng là một cặp đôi rất là đẹp này. Cặp đôi tổ quạ 28 rất là đẹp luôn. Em bán cặp đôi này 60.000 này. Cây tổ quạ phải nói là khổng lồ. Cây tổ quạ siêu khổng lồ luôn. Cô chú anh chị về có thể bỏ cái phần giá thể này để mà làm cái giá thể ghép lan cũng được luôn. Cái đường kính này chắc phải lên đến 5-60cm gì đó. Vô cùng là khổng lồ. Đấy, cây tổ quạ này rất là khổng lồ luôn. Em bán cây tổ quạ này với giá là 80.000 nhé. Và sang bên này sẽ là một số những đặc sản của vùng miền Cao Bằng quê em ạ. Ở đây thì em có cái cây đây là chuối hột khô ạ. Giá em bán là 100.000 cho một túi 1kg nhé. Mắc mật khô của vùng Cao Bằng này. Em bán quả mắc mật khô ạ. Một cái gia vị tuyệt vời của vùng Cao Bằng này ạ. Em bán với giá là 120.000 cho một túi 1kg. Cái rễ mũ tần 120, nấm ngọc cầu 150, tầm gửi cây chanh 220 và tầm gửi cây nghiến 190 nhá. Và bên này sẽ là cái măng lưỡi lợn với giá 200.000, hoàng tinh cũng với giá 200.000 trên 1kg. Và bên này thì em có rất là nhiều những chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan ạ. Ở đây thì em có vỏ thông nhá, đủ size 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn ạ, đồng giá là 20.000 trong 1kg. Rêu rừng sẽ là 50.000 trong 1kg và giớn vụn một cái giá thể ghép lan rất là tuyệt vời. Em bán là 50.000 trong 1kg. Bên này thì em có Atomic này, 10.000 cho một gói ạ. Duy xanh 50.000 và duy đỏ sẽ là 60.000 cho một ống. Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp nhé. Super Thai, Hóc Môn Tăng Trưởng 50.000 cho 85.000 cho một lọ. Atomic là 10.000 cho một lọ rồi. Và bên này là B1 Thái 40.000 cho một lọ. B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 cho một lọ. Super Thai, Hóc Môn Tăng Trưởng 50.000 cho một lọ. Liền da Mỹ Tiến sẽ là 40.000 cho một lọ. Liền da sẹo đen là 50.000 cho 50.000 cho một lọ. Siêu da dễ N3M 30.000 cho một lọ nhé.
3 loại phân bón thông minh tan rượm có kiểm soát đồng giá 30.000 trong một lọ. 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000 trong một lọ. Bên này thì em có kim kim bôm đặc trị thối nhũn mà bất cứ vườn nào em nghĩ là cũng rất là cần thiết một cái sản phẩm phân đặc trị chế phẩm đặc trị thối nhũn ạ. 25.000 trong một gói kim kim bôm này. Và bên này sẽ là Chichoderma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 trong một gói ạ. Một túi như vậy là 1 kg, em bán là 50.000 nhé. Và một cái hộp như vậy là 1 kg 130.000. Và bên này thì em có phân bón dạng túi lọc ạ, cung cấp dinh dưỡng cũng như kích rễ rất là tuyệt vời. 20 gói cho một cái hộp như vậy với giá 35.000. Bên này thì em có cái sản phẩm đó là dây buộc lan chiều dài 100m ạ. Nó có dao cắt kèm theo cực kỳ là tiện dụng nhé. 35.000 trong một cuộn như vậy. Đặc biệt phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh, sản phẩm được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương đã ủ men vi sinh và ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng ạ. Một cái sản phẩm như vậy em bán với giá là 35.000 là 1 kg cô chú anh chị nhé. Cái sản phẩm này thì bên em đã được xử lý qua nấm, men vi sinh và ủ kháng nấm một cái thời gian rất là dài và cũng đã diệt được những cái mầm cỏ hết rồi. Nén viên rất là chật nên là khi mà cô chú anh chị bón, đảm bảo một điều rằng thoải mái cô chú anh chị có thể trộn với cả giá thể, tưới nước, bón trực tiếp tưới nước mà cái phân này nó không bị mủn ra, nên là tạo một cái không gian, một cái giá thể rất là thoáng, rất là sạch để cây được phát triển một cách tối ưu nhất cũng như là hạn chế nấm bệnh một cách tối đa, bởi vì trong này đã có kháng nấm cô chú anh chị nhé. Đó mà vẫn đảm bảo là cung cấp cái giá trị dinh dưỡng rất là tuyệt vời. Đấy, cái sản phẩm này em nghĩ là nó rất là hoàn hảo, rất là hoàn hảo luôn, bởi vì ngoài phân trâu nó còn có cả dịch chuối và đậu tương mà hạn chế nấm bệnh rất là tuyệt vời ạ. Và với bản thân em thì em thấy là cô chú anh chị không biết là dùng phân dê cô chú anh chị thấy như thế nào, nhưng mà em thấy là khi mà dùng phân dê thì nhiều khi cô chú anh chị bón mà không cẩn thận ạ, nó có thể bị đen đầu rễ, bị sót rễ, bị tụt đầu rễ, đen đầu rễ và tụt rễ. Nhưng riêng với cái dòng phân trâu này thì nó cực kỳ là lành luôn cô chú anh chị nhé. Thoải mái bón, thoải mái trộn giá thể, không có gây cái cảm giác là bị đen rễ và bị tụt đầu rễ đâu ạ. Nó rất là lành như vậy nhá. Nên là gần như là em, khi mà em đã sử dụng cái dòng phân trâu này thì em không có dùng cái dòng phân dê. Mặc dù nó hơi cao hơn một chút nhưng ở đây có rất là nhiều dưỡng chất ạ. Nó rất là tốt như vậy. Đó, 35.000 cho 1 kg thôi cô chú ý chị nhé. Bên này thì em vẫn có cái sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy xin phép được bán với giá là 40.000 nhé. Nó có nhiều tác dụng dược liệu tuyệt vời, nhờ diệt khuẩn, làm sạch không khí, cái mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn an thần tuyệt vời luôn đấy ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay mà bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép dừng clip ở đây ạ.